Hello, xin chào mọi người. Và nếu như mà đọc qua tiêu đề của video này thì có lẽ các bạn đang không hiểu chuyện gì xảy ra với iPhone đúng không? Nhưng mà thực sự đó chính là như vậy. Sau lần ra mắt bộ ba iPhone 2018 lần này thì sẽ là dấu chấm hết cho thế hệ iPhone cũ có tỷ lệ màn hình là 16:9. Sở dĩ mình có quan điểm này bởi vì từ khi iPhone X năm 2017 ra đời thì mình đã nhận ra đây là một chiếc máy có thiết kế cực kỳ đẹp và mình nghĩ đơn thuần đây chỉ là một sản phẩm kỷ niệm 10 năm của Apple iPhone mà thôi. Nhưng mà không, sang đến năm 2018 rồi và hiện nay trên mạng internet đang rò rỉ rất là nhiều những cái hình ảnh của bộ ba iPhone mới giống hoàn toàn với cả iPhone X và sẽ có nhiều cải tiến hơn, thì chắc chắn đây sẽ là một cuộc cách mạng trong thiết kế của iPhone chuyển từ màn hình 16:9 sang màn hình 18:9. Lật lại quá khứ khoảng 6 cho đến 7 năm trước thì khi mà các bạn có thể để ý từ iPhone 4S sang iPhone 5 thì đây là giai đoạn màn hình tỷ lệ 3:2 chuyển sang 16:9. Và cảm giác của các bạn khi mà cầm trên chiếc iPhone 5 lần đầu tiên như thế nào? Thì cái cảm giác đấy thì mình cũng đã cầm trên tay chiếc iPhone 5 hồi mình còn học cấp 3 cơ. Thì đấy là một chiếc máy mỏng, nhẹ và ở bên ngoài sẽ là chất liệu nhôm nguyên khối, chiều dài được cải thiện đáng kể và bề ngang thì thon gọn hơn. Cảm giác cầm máy cực kỳ nhẹ nhàng và vừa tay một cách kinh khủng. Màn hình thì đương nhiên cũng sẽ có phần to hơn là chiếc iPhone 4S. Chiếc iPhone thế hệ mới bây giờ có màn hình tỷ lệ 18:9 thay vì tỷ lệ 16:9 như là trên chiếc iPhone 7, iPhone 8. Và chúng ta cũng sẽ có một cái độ nặng, độ đầm tay nhất định hơn. Và nếu như mà các bạn đang có nhu cầu mua iPhone X thì chiếc máy này hiện đang có mức giá vô cùng tốt, chỉ 20.990.000 cực rẻ cho bản CPU máy trần đang được bán tại Di Động Thông Minh, và chỉ cần thêm 800.000 thì các bạn đã có một chiếc máy đầy đủ hộp phụ kiện nguyên bản. Và có nhiều bạn hỏi mình là thế cái tỷ lệ 16:9 thì cứ giữ nguyên thì làm sao, tại sao lại phải thay đổi? Ok, thì cái tỷ lệ 16:9 này nó vẫn rất là tiện lợi bởi vì các sản phẩm của Apple làm ra thì nó chả bao giờ gọi là lỗi thời cả. Nếu như mà lỗi thời thì nó chỉ là lỗi thời đối với chính cái phiên bản mới của họ mà thôi. Và chúng ta đã làm quen với cái màn hình 16:9 được 4 năm rồi. Và chúng ta cũng đã làm quen với cái phím hôn vật lý từ lúc iPhone ra đời. Và cái phím hôn này thì được tích hợp thêm cái cảm biến vân tay trên phiên bản iPhone 5S. Và chúng ta chỉ cần ấn một lần thì sẽ về màn hình chính này. Ấn hai lần thì chúng ta sẽ về cái chế độ đa nhiệm. Và chúng ta cũng có thể thấy cái thiết kế từ iPhone 6 cho đến iPhone 8 thì nó cũng không có quá nhiều là điều thay đổi. Nó đã định hình sẵn được trong đầu của khách hàng, đó chính là một thiết kế vô cùng đối xứng. Ở cạnh dưới chúng ta sẽ có phím home cùng cảm biến vân tay được tích hợp ở trong đấy. Còn ở cái cạnh trên thì chúng ta sẽ có một cái giải loa thoại đi kèm với một camera selfie. Tuy nhiên thì ở cái cạnh trên này hoàn toàn Apple có thể làm mỏng đi được, nhưng mà tại sao? Bởi vì họ vẫn luôn ám ảnh và theo đuổi phone về một thiết kế đối xứng tất cả các cạnh. Nhưng cái điều này ở năm 2018 thì nó không còn phù hợp nữa, bởi vì đây được nhận định là một nhược điểm. Bởi vì khi mà chúng ta sở hữu một chiếc máy viền dày như này thì cái kích thước tổng thể quá lớn mà màn hình hiển thị của chúng ta lại hiển thị được ít thông tin hơn, diện tích sử dụng lại ít hơn mà đáng lẽ nó phải được thể hiện cùng với cả kích thước máy như là ở trên iPhone X. Và đó mới là câu chuyện đáng nói khi chúng ta sang đến năm 2018 với những phiên bản iPhone mới. Chúng ta sẽ có một cái tỷ lệ màn hình mới, đó chính là 18:9 và một màn hình full viền. Cùng với đó là nút home được loại bỏ, cảm biến vân tay cũng sẽ được loại bỏ theo nút home này luôn. Và chúng ta cũng sẽ không đưa cái cảm biến vân tay này ra mặt sau hay là bên hông như là nhiều hãng smartphone Android đã từng sử dụng, mà Apple sẽ sử dụng Face ID để có thể mở khóa bằng khuôn mặt. Thì khi mà chúng ta sử dụng những cái tính năng mới này, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian hơn vào cái việc mở khóa màn hình. Và tiếp theo, khi mà sử dụng cái tỷ lệ màn hình mới này, chúng ta sẽ có được nhiều diện tích sử dụng trên màn hình hơn, hiển thị được nhiều nội dung hơn, và khi mà cầm nắm ấy thì các bạn cũng có thể hình dung là nó sẽ vừa tay hơn nhờ chiều dài đã được đẩy lên và bề ngang thì đã được thu gọn lại. Tiếp theo là về một cái yếu tố bên ngoài, đó chính là rất là nhiều hãng smartphone trên thế giới đã áp dụng cái tỷ lệ màn hình 18:9 này rồi, và không còn một lý do nào nữa để Apple không thay đổi, bắt kịp với cả xu hướng 18:9 lần này. Hầu hết các flagship của Samsung từ S8 hay là S8 Plus đã chạy theo cái xu hướng 18:9 này. Và chúng ta cũng có thể nhận định là trong năm nay hoặc là sang năm thì các cái mẫu iPhone với tỷ lệ màn hình cũ vẫn sẽ được ưa chuộng bởi vì có một viên pin trâu, hiệu năng cực kỳ ổn định để cho các nhu cầu sử dụng bình thường. Nhưng trong tương lai thì các cái thế hệ iPhone mới sẽ là xu hướng cho người dùng. Chắc chắn Apple sẽ tích hợp một viên pin ngon hơn, bảo mật Face ID tốt hơn và một hiệu năng chắc chắn sẽ được cập nhật với xu hướng của thế giới.
Còn ở thời điểm hiện tại thì việc sắm cho mình một chiếc iPhone 7 Plus hay là 8 Plus vẫn hoàn toàn hợp lý, bởi vì đây là hai mẫu máy sở hữu pin hay là cấu hình, thiết kế đều rất là tốt, đó là chưa kể đến phần camera kép chụp ảnh xóa phông cực tốt ở trên iPhone hiện tại. Và mức giá cho iPhone 7 Plus tại Di động Thông minh chỉ từ 14 triệu đồng, rẻ hơn phiên bản mới chính hãng rất nhiều. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có những cái sản phẩm như là iPhone 6S Plus hay là iPhone 8 Plus cũng đang có rất nhiều loại hàng từ mới chính hãng cho đến trôi bảo hành hay là máy line new. Tất cả sẽ có trong phần link mô tả, mình sẽ để ở bên dưới video nhé. Còn các bạn thấy Apple có đang đi đúng hướng cho con đường của smartphone hay không? Bộ ba sản phẩm iPhone 2018 đã được rò rỉ rất nhiều trên mạng internet với mức giá khoảng hơn 1.000 đô. Theo các bạn, với mức giá này thì các bạn có sẵn sàng bỏ tiền ra để sắm cho mình một chiếc iPhone mới năm 2018 hay không? Hay các bạn vẫn sẽ trung thành với những chiếc iPhone thế hệ cũ? Bản thân mình thì mình luôn đặt niềm tin tưởng vào iPhone. Những chiếc điện thoại luôn mang đến độ ổn định và bằng chứng đó chính là trong 10 năm thống trị của Apple. Còn thời lượng của video bây giờ đã hết. Mọi ý kiến bình luận của bạn hãy để lại ở phần comment, và nếu thấy video hay đừng quên like, share cũng như subscribe channel của YouTube của DReview nhé. Bye bye.